Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề hành trình tiếp theo của bạn như thế nào. Đây là trả bài dành cho những người đã buông bỏ một mối quan hệ không còn phù hợp với hành trình của mình, hoặc là buông bỏ, cắt bỏ một cái công việc hoặc một hoàn cảnh, một tình huống nào đó không còn phù hợp với bản thân mình nữa các bạn nhé. Trước mặt các bạn là ba lá bài đại diện cho ba tụ bài từ trái sang phải 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một lá bài. Sau đó chúng ta đến với tụ bài đầu tiên nhé. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Ở tụ bài số 1 thì mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Đó là các hành trình tiếp theo của bạn sẽ diễn ra như thế nào. Thường thường trong trả bài của mình thì bao giờ cũng có cái trả bài đó là cũng có cái năng lượng là check cái năng lượng hiện tại trước và sau đó mới trả lời câu hỏi sau. Nhưng mà mình vẫn cứ đặt câu hỏi là điều gì diễn ra luôn, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ có nhiều câu hỏi hơn, bởi vì mỗi chúng ta ai cũng biết được cái hoàn cảnh của mình rồi, cũng không, cho nên là mình muốn tiết kiệm cái phần câu hỏi ấy. Nhưng mà nếu như mà khi mà mình tiết kiệm thời gian để mà có nhiều câu hỏi ấy, nhưng mà nếu như trả bài vẫn lên năng lượng thì mình sẽ đọc năng lượng trước nhá. Rồi trong lúc rút bài thì mình xin phép dừng màn hình lại. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Hành trình tiếp theo của bạn như thế nào? Mình thấy đây là năng lượng các bạn ạ, năng lượng hiện tại của bạn. Mình thấy những người chọn tụ bài số 1, các bạn ở trong một mối quan hệ bị lựa chọn. Năng lượng của 6 xu. Cái 6 xu này vẽ hình của một cái cô gái mà có rất nhiều bàn tay đưa ra và cô không biết chọn ai. Thì ở đây nó chỉ là biểu tượng thôi. Và mình nghĩ là một là chính là bạn lựa chọn rất nhiều người nhưng mà bạn không lựa chọn được ai, hoặc một ai đó đặt bạn trong thế lựa chọn, theo kiểu giống như là họ cứ đặt bạn trong cái thế lựa chọn ấy để họ xem là có đối tượng nào hơn không, hoặc là họ lựa chọn giữa bạn và một tình huống nào đó, một đối tượng nào đó, một hoàn cảnh nào đó, ví dụ như là công việc, sự nghiệp hoặc là gia đình, vân vân. Thì nhưng mà khi mà có lá bài đồ trái đất thì mình nghĩ là đây là bạn bị lựa chọn, bởi vì mình thấy bạn đã chờ mãi, đời cha đời hớt, bạn chờ mãi một người mà họ cứ im lặng. Năng lượng của 4 kiếm, bạn chờ họ với tất cả cái tình yêu và sự trung thủy của mình, sự chân thành của mình, và bạn luôn tin rằng họ có một cái cốc tình yêu. Họ vẫn cứ ở đó đến khi nào mà theo kiểu là phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện phù hợp thì họ sẽ mang chiếc cốc về. Bạn tin tưởng như thế cho đến một ngày mà bạn nhận ra một cái sự thật nào đó. Năng lượng của Three of kiếm ấy thì một đó là các bạn theo kiểu là bạn chờ đến khi cái năng lượng của Page of Swords là năng lượng nhận ra, nhìn ra một cái sự thật nào đó, một vấn đề nào đó, thì bạn cảm thấy giống như là mọi thứ sụp đổ và cái năng lượng của sự đau khổ, và cuối cùng có lẽ đây chính là cái nguyên nhân để các bạn rời đi. Bởi vì tụ bài của chúng ta, trả bài của chúng ta đang nói về cái việc là cái hành trình tiếp theo của các bạn như thế nào, và dành cho những người đã buông bỏ được một mối quan hệ, một hoàn cảnh, một tình huống, một cái công việc, sự nghiệp nào đó các bạn nhé. Đấy, vậy thì trả bài tiếp theo sẽ là check cái năng lượng là hành trình tiếp theo của bạn như thế nào. Hành trình tiếp theo của bạn như thế nào? Mình thấy hành trình tiếp theo của bạn, bạn hãy tập trung vào cái việc phát triển bản thân. Cho nên cái khoảng thời gian đầu tiên sẽ là năng lượng của Temperance. Bạn sẽ cảm thấy bình yên, vui vẻ, giống như là được trút một gánh nặng trên một cái đoạn đường dài của mình ý. Và bạn tập trung vào hành trình tâm linh. Mình thấy trong thời gian sắp tới có thể là bạn sẽ học này, bạn sẽ đọc sách này, bạn sẽ nạp thêm những kiến thức tâm linh, hoặc là bạn phát triển tâm linh, bạn thực hành tâm linh, bạn trở thành một vị thầy hướng dẫn tâm linh. Và mình thấy cái điều diễn ra tiếp theo là bạn tỏa sáng trên cái công việc của bạn nhé, trên cái hành trình tâm linh của bạn. Thì cái sự tỏa sáng này có thể là trên cái con đường bạn đang hướng dẫn, hay là bạn thực hành, bạn sáng tỏ một số điều nào đó, hoặc là thể hiện cái năng lượng của bạn ngày càng tỏa sáng, càng nó vừa là thể hiện là cái việc của các bạn làm, nó vừa thể hiện là cái nội lực, cái tự thân bên trong các bạn. Bạn tỏa sáng giống như một mặt trời, bạn đi đến đâu bạn mang niềm vui và sự đầy đủ đầy đến đó. Mình thấy ở đây có một người năng lượng của 10 xu và Cờ Đao Sót, thì mình có cảm giác như là trong cái khoảng thời gian mà bạn tập trung vào bản thân đó, thì một là Cờ Đao Sót nghĩa là bạn cảm nhận được, tại vì giờ hai predicted là năng lượng của những cái người mà các bạn có một cái trực giác rất là tốt, trực giác này, nhạy cảm này, tinh tế, có cái chiều sâu về mặt tâm hồn, cho nên có thể bạn cảm nhận là có một người nào đó
họ vẫn luôn nhìn về phía bạn, họ vẫn luôn hướng về phía bạn. Họ mang theo chính kiếm, họ mang theo tám xu, họ mang theo ba gậy. Thì ở đây một là bạn cảm nhận được, hay là cái vị thầy hướng dẫn tâm linh của bạn nói rằng chính trong cái khoảng thời gian bạn tập trung vào bản thân mình thì có một người như thế, có một người họ đang mang theo, giống như mình nhìn cái hình ảnh này tự nhiên mình cảm nhận đến một người là họ. Các bạn có tưởng tượng giống như là trong một cái cuộc chiến ấy, họ là họ, họ người họ tràn, họ đầy vết thương ấy, và họ mang theo cái vết thương đó trên cái hành trình của họ. Ví dụ như bản thân bạn thì bạn đang tỏa sáng ấy, bạn rực rỡ, bạn cưỡi lên cái cỗ xe mặt trời, bạn phi như bay trên cái hành trình của mình, thì cái người này họ mang theo cả những vết thương trên người của họ. Họ giống như họ lặt lè từng bước một ấy, họ đi trên cái hành trình của họ và họ vẫn luôn nhìn về phía bạn. Năng lượng của ba gậy, họ vẫn nhìn về phía bạn, họ vẫn nhìn về cái nơi xa. Và mình có cảm giác như là ba gậy là cái giống như là một mặt, một phần, có thể là hai người có một khoảng cách xa theo kiểu là đến được với nhau ấy, phải qua một cái hành trình, một cái thử thách nào đó. Hai là cái khoảng cách ở trong tâm hồn, có nghĩa là họ cảm thấy bạn đã quá xa họ rồi đó, và mình thấy trên cái hành trình họ cũng đang đi, họ cũng tập trung vào hành trình của bản thân mình, nhưng họ mang theo vết thương và họ mang theo một cái ngậm ngùi khi nhìn về phía bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem xem là cái người này là ai và họ có ý nghĩa như thế nào trong cái hành trình phát triển tâm linh của bạn nhé. Bởi vì người này mình không xác định được là người cũ hay là người mới. Mình chỉ thấy trên các hành trình tiếp theo của bạn thì xuất hiện cái người này. Thì mình sẽ xem là họ là ai và họ có ý nghĩa như thế nào trong cái sự, trong cái hành trình phát triển tâm linh của bạn. Họ là ai? Họ là người như thế nào trong hành trình phát triển tâm linh của bạn? Mình thấy người này là một người mà mình nghĩ rằng họ xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Giữa bạn và họ có năng lượng của cái việc là hai người sẽ phải, khi mà các bạn có cái sự tương tác và tiếp xúc với nhau ấy, đấy, thì các bạn phải có một cái sự thúc đẩy nhau, loại bỏ, lột xác một cái năng lượng nào đó. Mình thấy cái người này này, trước đây khi mà họ tương tác với các bạn ấy, giờ săn nó đại diện cho cái năng lượng mà họ tương tác với bạn. Họ đã đẩy bạn đến cái đường cùng, đến cái năng lượng của chín kiếm ấy. Và cuối cùng bạn đã, giống như bạn có tưởng tượng là họ đẩy bạn đến cái sự đau khổ đến tột cùng ấy. Và cuối cùng cái năng lượng của chín kiếm thì nó không thể gọi là tột cùng được. Nhưng các bạn phải nhớ rằng rất nhiều ngày chín kiếm thì cuối cùng các bạn phải tự sáng ra năng lượng của sáu gậy. Giống như rất nhiều đêm mất ngủ để cuối cùng bạn phải nhận ra rằng sau cái bóng tối đó, cái nỗi đau đó chính là ánh sáng của mặt trời, của hạnh phúc, của thành công. Và bạn giống như người đứng dậy, bạn có tưởng tượng là cái năng lượng của chín kiếm là họ làm cho bạn lên lết như thế này, trong cái năng lượng của sự mệt mỏi, đau khổ, bế tắc, thì cuối cùng bạn đã nhìn thấy ánh sáng, bạn tự ngộ ra, giống như một cái quá trình giác ngộ, bạn ngộ ra và cuối cùng bạn tập trung vào bản thân mình. Mình có cảm giác như là cái năng lượng của bốn gậy, bạn luôn có một khao khát về tình yêu và bạn đã từng nghĩ rằng họ chính là tình yêu của bạn, họ chính là hạnh phúc của bạn, họ chính là cái gì đó theo kiểu là true love của bạn ấy, là cái gì đẹp đẽ nhất của bạn ở kiếp sống này. Nhưng cái thái độ của họ, cái hành động của họ khiến cho bạn băn khoăn, bạn hoang mang, bạn tự hỏi xem là đây có phải là đúng người hay không. Cái việc mà họ luôn luôn im lặng với bạn ấy, họ luôn luôn thiết lập một ranh giới với bạn ấy, đấy, thì cái năng lượng của Nine of Pentacles là cái đứng đó này nhìn, của năng lượng của bốn xu là thiết lập một ranh giới. Bốn xu bản chất của nó là họ giữ vững những cái gì họ có ấy, họ giữ khư khư những cái gì họ có ấy. Thì cái bốn xu này là cái lý do để họ thiết lập một ranh giới với bạn, là bởi vì cái bốn xu này có thể là vì hoàn cảnh của bạn đang là bốn xu, giống như bạn phải nhặt nhạnh từng đồng một, hoặc là họ chính là bản thân họ, cho nên vì thế mà họ có mang cái năng lượng ở Nine of Pentacles này. Nhưng thực ra nó chỉ là cảnh thôi, nó là cảnh để đẩy bạn đến tận cùng của cái năng lượng của chín kiếm, để bạn bật lên, bạn tung lên và bạn hiểu thế nào là bốn xu bốn gậy. Mình có cảm giác các bạn có một cái sự nhận xem, một cái sự sáng ngộ ra về năng lượng của bốn gậy. Mình có cảm giác các bạn nhìn thấy rằng, bạn nhận ra rằng cái bốn gậy này, nếu trước đây bạn tưởng họ là bốn gậy, là four of wands, là tất cả những cái gì đẹp đẽ nhất của bạn, nhưng bây giờ bạn mới nhận ra rằng đó không phải là bốn gậy. Bởi vì mình tự nhiên mình đọc vào đây có một cái năng lượng là giống như một câu nói rằng tình yêu nó không phải như thế. Giống như là em đã sai rồi, em đã định nghĩa sai về tình yêu rồi. Tình yêu nó không phải như thế. Và rõ ràng tình yêu nó không nằm ở nơi anh. Mình thấy có cái năng lượng đó nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ xin thông điệp của vũ trụ, của vị thầy, của đội ngũ hướng dẫn tâm linh nói gì về cái mối quan hệ này. Đó là bạn thấy như thế, bạn cảm thấy như thế, còn đội ngũ tâm linh nói gì về mối quan hệ này nhá. Khi mà mình cầm tập bài á, thì mình có cảm giác như là đây là năng lượng nữ. Các bạn đã từng yêu một người nào đó, hoặc các bạn nghĩ
về một cái tình yêu nào đó rất là đẹp. Và sau đó các bạn nhận ra một cái sự thật nào đó, và mình đọc cái câu nói là tình em sai rồi, em ngộ nhận rồi, tình yêu nó không phải như thế, và nó không nằm ở nơi anh. Và đó là lý do mà vì sao bạn có thể quay đi để bạn tập trung vào một hành trình khác, bởi vì bạn tin rằng cái tình yêu đích thực đấy nó nằm ở một nơi khác chứ không phải là cái người đàn ông này. Cho nên là đây, cái câu trả lời, cái băn khoăn của các bạn đấy sẽ được trả lời trong cái tập bài này. Mình thấy vũ trụ, đội ngũ hướng dẫn tâm linh nói với bạn rằng hãy đi đi, năng lượng của giờ phu. Đã đến lúc bạn phải đi rồi, năng lượng của giờ phu. Hãy vượt qua năng lượng của 5 xu, 3 cốc và 10 kiếm này. Có nghĩa là cái người này họ luôn đặt bạn, họ luôn để, họ luôn bỏ mặc bạn, năng lượng của 5 xu. 5 xu là cái năng lượng của sự cô đơn, sự bỏ rơi. Bạn luôn là người phải chạy theo, phải tìm, phải níu, phải giữ. Và cái 3 xu này là cái năng lượng của cái việc là, một là các bạn ở trong mối quan hệ 3 người, theo kiểu là họ có một mối quan hệ khác, họ yêu một ai đó, họ lựa chọn bạn, hoặc là họ có gia đình rồi, họ đặt bạn trong mối quan hệ 3 người, hoặc là yếu tố thứ 3 xen vào và họ để cho bạn đau khổ như thế này. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn cứ đi đi. Khi mà bạn đi đến tận cùng rồi, bạn buông được rồi, thì bạn mới gặp được hình hợp khớp, bạn mới gặp được cái người thực sự yêu thương bạn. Và cái người đấy họ sẽ đến, họ chữa lành cái năm kiếm này, họ chữa lành. Mình có cảm giác ở trong tim của bạn ấy, cái năng lượng của sự rách nát ấy, giống như một trái tim nó bị giống như nó bị những cái thanh kiếm của sự đau khổ ấy, nó rạch ra từng mảnh một. Và cái người này này sẽ có một người, rồi họ sẽ đến, họ chữa lành những cái vết thương đó trong tim bạn, và rồi bạn sẽ sống lại thôi. Năng lượng của 8 gậy và 5 gậy, bạn sẽ sống lại thôi. Bạn sẽ sống lại giống như một cái mầm cây, nó sẽ mọc lên, nó sẽ lên xanh sau những tháng ngày mà theo kiểu là mưa dập gió bùi ấy. Đó, thì mình thấy cái năng lượng của cái mối quan hệ này, của cái hành trình tiếp theo của bạn là như thế nhá. Và mình nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi, chúng ta không nên đi sâu vào cái người tiếp theo làm gì. Bởi vì mình nói thật với các bạn là chúng ta chỉ cần hiểu rằng tình yêu đấy, chúng ta đón nhận và thưởng thức nó và nuôi dưỡng nó, thế là đủ. Chúng ta nuôi dưỡng nó như thế nào là do chúng ta. Chúng ta không nên theo kiểu là chúng ta có nên muốn đi đến tận cùng ấy, sau theo kiểu giống như muốn hỏi xem là cái người này rồi cuối cùng là cái gì của mình. Theo như mình là không nên. Hãy cứ học bài đi. Giả dụ như là cái trả bài tốt ấy, nói rằng là cái người này là người cuối cùng của bạn thì không sao rồi, đúng không? Nhưng mà nếu như họ trả bài nói rằng không, họ chỉ là đi với bạn một đoạn đường thôi, thì tự nhiên có phải là bạn thất vọng không? Cho nên là dừng lại ở đây thôi. Và nếu người đó xuất hiện thì hãy tập trung vào cái hành trình đó, hãy thưởng thức tình yêu của họ, hãy đón nhận tình yêu của họ nhé. Và sống với thật xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp của mình. Các bạn nhớ cho mình cái điều đó. Khi chúng ta không đủ tình yêu bản thân, chúng ta cứ chạy theo người khác, ta níu, ta giữ, ta cầu, ta tìm, thì ta sẽ gặp những người ích kỷ như thế này. Họ bỏ, họ sẵn sàng, họ bỏ mặc và họ tổn thương chúng ta như thế này. Và khi nó là một cái bài học rất lớn, mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt tâm linh thì chúng ta mới hiểu rằng người đó họ đến giống như là họ cho chúng ta một cái bài học đích đáng, để ta hiểu được rằng tình yêu bản thân là như thế nào, Và chỉ khi nào ta biết yêu thương bản thân mình một cách trọn vẹn thì ta mới xứng đáng có được tình yêu như thế các bạn nhé. Rồi, đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 1. Đây là một thông điệp rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, chia sẻ, đồng hành cùng với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, để lại một nút like và comment nhé. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở chủ đề hành trình tiếp theo của bạn như thế nào. Bây giờ trả bài đầu tiên là mình sẽ xem, mình cứ lên trả bài đầu tiên đã, xem là trả bài nói gì đã nhá. Trong lúc đọc bài mình xin phép được dừng màn hình lại. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài King of Swords, King of Cups. Mình ở đây mình thấy một cái năng lượng như thế này. Ở đây có một King of Cups. Mình thấy ở đây một là chính bạn đã từng lạnh lùng bỏ rơi một người, hoặc là cái thái độ của bạn ấy, bạn đối xử với một ai đó bằng cái sự lạnh lùng, có phần hơi tàn nhẫn trong cái lúc mà họ đang cần bạn nhất. Năng lượng của một cái người phụ nữ già, có thể là người vợ ấy, họ đang ngồi trên xe lăn, nhưng cái người chồng này đang xách cặp đi làm và nói với họ cái thái độ ấy. Các bạn nhìn vào khuôn mặt và nhìn vào cái thần thái thì một cái thần sắc thì có vẻ như là nói với họ những cái lời mà cái người này họ rất là đau khổ. Thì đó có thể là bạn đối với một người khác như thế, hoặc là
bạn bị một người khác đối xử như thế nhá, thì các bạn tự đổi chiều. Năng lượng của khinh ngọc khắp mình thấy giống như là, ở đây mình thấy cái năng lượng của khinh ngọc khắp ấy là một người tha thiết dành cái tình yêu, có thể cái người đó họ tha thiết họ dành cái tình yêu cho bạn. Năng lượng của khinh ngọc khắp cái người đây này, họ tha thiết dành tình yêu cho bạn, nhưng bạn chỉ để ý đến sự thành công của bạn thôi. Và trong cái lúc mà bạn để ý đến thành công của bạn thì họ giống như năng lượng của death ấy. Họ một mình, họ bơ vơ. Các bạn có tưởng tượng giống như một người đã chết đi rồi ấy. Giống như là họ lặng lẽ họ đưa tan cuộc tình của mình và họ bỏ đi. Năng lượng của cái việc là năng lượng giống như là họ đưa tan ấy, họ tự đưa tan cuộc tình của mình, đưa tan tình yêu của mình và họ tự mình họ rời đi. Năng lượng của bốn xu giống như họ bỏ qua tất cả mọi thứ ấy. Họ bỏ lại tất cả mọi thứ và họ lặng lẽ họ rời đi. Năng lượng của The Moon, các bạn cứ nhìn thấy giống như hình ảnh của một đêm trăng. Họ một cái đêm trăng cô đơn, họ đi tìm tình yêu của họ. Năng lượng của 10 xu, 10 ly, họ cho rằng cái 10 ly này này là một nơi nào đó, có một người nào đó yêu họ và chờ họ, chứ không phải là bạn. Và mình thấy có năng lượng là họ đi tìm cái tình yêu đó, và họ hoặc là họ tin tưởng rằng ở một nơi nào đó mới có một người thực sự yêu họ và cần họ, giống như một người sẵn sàng đội mưa gió để đến với họ, che chở cho họ, yêu thương họ, chứ không phải là bạn. Ở bên cạnh bạn họ chỉ bị tổn thương bởi cái năng lượng của sự lạnh lùng và coi theo kiểu là coi thường ấy, coi thường khinh khi họ thôi nhá. Thì đó là cái năng lượng. Bây giờ mình sẽ xem là họ, cái người này họ bỏ đi rồi, thì chúng ta sẽ xem là vậy thì cái hành trình tiếp theo của bạn là như thế nào. Hành trình tiếp theo của bạn như thế nào? Pale Shot 6 cốc. Mình có cảm giác như là từ sau khi cái người đó họ đi rồi, cái năng lượng có thể đây là năng lượng nam và cái người rời đi là năng lượng nữ. Họ đi rồi, họ thiết lập một ranh giới với bạn, họ trở nên lạnh lùng với bạn. Giống như tất cả những cái gì mà trước đây bạn đối xử với họ thì họ đối xử lại với bạn như thế. Nó giống như một cái kiểu nhân quả ấy, thì mình không biết là họ vô tình hay cố ý. Nhưng mà nếu trước đây bạn thiết lập một ranh giới, bạn lạnh lùng với họ thì bây giờ họ cũng như thế. Sau cốc. Và cái thái độ đó khiến cho bạn cảm thấy giống như bạn mới nhận ra rằng bạn nhớ cái người đó vô cùng. Giống như khi mất họ đi rồi ấy, họ, cứ khi mà họ còn ở bên cạnh bạn, họ yêu thương bạn, họ chờ đợi bạn vô điều kiện, thì bạn lạnh lùng với họ, bạn bỏ mặc họ để bạn tập trung vào hành trình hoặc cái đam mê riêng của bạn. Và khi họ thiết lập một cái ranh giới, họ lạnh lùng với bạn rồi, không giống như họ đóng cửa trái tim với bạn rồi, thì bạn mới nhận ra bạn nhớ họ vô cùng. Mình có cảm giác những người mà nếu mà đã từng là vợ chồng với nhau, theo kiểu là vợ chồng hoặc là các bạn ăn ở với nhau ấy, thì trong từng cái góc nhà, từng cái nơi bạn ở ấy, nó đều hiện lên hình ảnh của người đấy. Còn nếu như mà hai người đã từng yêu, đã từng nói chuyện với nhau hoặc đã từng ở bên nhau, thì bạn mới nhận ra rằng khi mà vắng cái người đó ấy, thì bạn cảm thấy bạn thiếu hụt như thế nào. Và trong cái khoảnh khắc mà bạn giống như là bạn có thời gian để bạn nhìn lại, bạn xét lại cái tình cảm của mình, bạn mới nhận ra rằng đó chính là tình yêu. Năng lượng của bốn gậy nó chính là tình yêu tích cực ấy, theo cái kiểu giống như là một tình yêu giống như tìm thấy nhà của mình, tìm thấy cái nơi trở về của mình ấy, hay còn gọi là true love, là tình yêu đích thực. Bạn mới nhận ra rằng họ chính là tình yêu của bạn. Bạn mới nhận ra rằng bạn nhớ họ vô cùng, của họ xinh đẹp vô cùng, họ đáng yêu vô cùng, và không ai có thể thay thế được họ. Tám kiếm, nhưng mà tất cả mọi thứ đã bế tắc rồi. Giống như bản thân bạn, giống như là họ thiết lập lại, có thể có những họ chặn Facebook này, hoặc là họ làm thế nào đó để mà họ thiết lập một ranh giới với bạn ấy, bạn không thể nào bạn bước vào được thế giới của họ nữa. Và tám cốc họ bỏ đi, họ lặng lẽ họ bỏ đi, và càng ngày họ càng thiết lập với bạn một ranh giới chặt chẽ hơn. Nếu ban đầu là pale shot thì cuối cùng là một queen of shot, và cuối cùng thì bạn, mình có cảm giác như là cái năng lượng của pale pentacle ấy, bạn cứ đứng đó, bạn nhìn theo, bạn ngậm ngùi và tự hỏi một điều, đó là cái năng lượng của pale pentacle giống như là cái tình yêu của bạn ấy, bạn muốn được làm lại, bạn muốn cắm xuống cái mảnh đất ấy, nhưng mà giống như nó bị ở trên cái mảnh đất ấy, đã bị những cái rào cản chặn lại rồi, thì không biết nó còn có thể mọc lại được nữa hay không. Mình thấy có cái năng lượng đó nhá. Đó là cái diễn biến tiếp theo thì mình sẽ xem là, đến đây thì mình xin thông điệp của vũ trụ dành cho bạn nhé, của vũ trụ, của đội ngũ tâm linh nói gì về cái tình huống này. Vũ trụ, đội ngũ tâm linh, đội ngũ tâm linh này, vị thầy hướng dẫn tâm linh nói gì với bạn về tình huống này. 9 cốc devil. Vị thầy hướng dẫn tâm linh, và gọi chung là đội ngũ hướng dẫn tâm linh đi, muốn nói với bạn rằng
cái người này họ đã dành tất cả tình yêu cho bạn. Các bạn à, các bạn nhìn thấy hình ảnh của một cô gái, cô ấy đang ngồi giữa chín chiếc chiếc cốc, có nghĩa là bản thân cô ấy tự tạo ra được một cái cuộc sống rất đủ đầy giàu có cho mình. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn về phía bạn, cũng dành tất cả tình yêu cho bạn, sự chung thủy chờ đợi cho bạn. Nhưng ở đây bạn The Devil giống như bạn có thiết lập một cái con quỷ nào đó, giống như một cái bóng tối, bạn che chắn họ lại bằng cái việc đó, chính là cái năng lượng của sáu kiếm ấy. Giống như là mình cũng cảm giác như là họ chờ đợi bạn bao nhiêu thì bạn lại càng thiết lập những ranh giới của cái sự lạnh lùng, lạnh lùng The Devil. Thế còn có cái năng lượng mà tự nhiên mình cũng cảm giác như là cái thái độ của bạn ấy, cái hành, những cái cách mà bạn cư xử nó giống cái năng lượng của The Devil ấy, nó khiến cho cái người đó họ cảm thấy vô cùng cô đơn. Họ cảm thấy cái hành trình của hai người mà chỉ có một mình họ thôi, năng lượng của sáu kiếm ấy, một cuộc đi ngược dòng đầy bóng tối, đầy nỗi sợ, đầy thử thách. Mình thấy cái người này họ kiên gan tận cùng, họ đã từng chờ bạn, mà trong khi họ là một Queen of Wands, có thể là họ có rất nhiều người theo đuổi, họ thành công, họ giàu có, họ tỏa sáng, họ xinh đẹp, họ rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mà cuối cùng thì bạn bỏ mặc họ. Họ đã từng có những ngày tháng ấy, họ đã từng vật vã trong những cái câu hỏi đó, chính là cuối cùng thì người đó là ai? Đấy, mình có nên chờ người ta nữa hay không? Họ có trở về nữa hay không? Và sau những ngày tháng vật vã với câu hỏi đó thì cuối cùng họ đứng dậy, họ chiến đấu với chính cái năng lượng của mình, với chính họ chiến đấu với chính cái hoàn cảnh của mình ấy. Họ chiến đấu với chính cái tình yêu độc hại của mình. Và cuối cùng họ đã chiến thắng cái cờ nai ở qua này, chính là chính họ đây. Họ phá tan cái xiềng xích và họ đã đi rồi. Đó, họ phá tan cái xiềng xích trói buộc họ trong tình yêu với bạn ấy, và họ đã đi rồi. Mình muốn xem là sau khi mà cái người này đi rồi thì bạn, cái chuyện tình yêu của bạn như thế nào nhá. Sau khi cái người này đi rồi thì chuyện tình yêu của bạn như thế nào. Mình có cảm giác như là trước đây, ví dụ bạn yêu sự nghiệp của họ này, bạn yêu sự nghiệp của bạn này, bạn yêu cái sự giàu có của bạn này, thậm chí bạn tự hào về sự nghiệp của bạn, bạn tự hào về cái những gì bạn đang có, bạn nghĩ rằng là bạn xứng đáng, bạn gặp được cái người khác tốt hơn họ, và bạn có ý là bạn lựa chọn họ. Thì bây giờ từ khi họ rời đi thì bạn có cảm giác là bạn cảm thấy tất cả mọi thứ nó vô nghĩa, giống như là tất cả những gì bạn có nó giống như 8 chiếc cốc này này, bạn chỉ muốn bỏ mặc nó ở lại đó thôi, và bạn hầu như bạn không màng đến cái gì nữa, bạn chỉ một mực bạn đi tìm cái người đó. Nhưng mà càng đi tìm thì bạn càng cảm thấy đau khổ, bạn có một cái nỗi sợ, bạn giống bạn cứ tưởng tượng là giống như là đã đóng cửa lại rồi, bỏ mặc lại tất cả mọi thứ rồi, bây giờ tôi chỉ cần đi tìm em thôi. Nhưng mà giống như là cái người này này, mình có cảm giác như là một ba kiếm ở đây chính là bạn, theo kiểu chính bạn cũng không biết đi tìm ở nơi đâu. Giống như là bạn theo cái kiểu giống như là bạn đau khổ ấy, bởi vì bạn không biết tìm họ ở nơi đâu cả. Hai là bạn đau khổ bởi vì cái người này có thể họ đã gặp một người khác rồi. Cái năng lượng của sáu cốc thì có thể họ gặp lại một cái người khác. Cái sáu cốc này thì năng lượng nó rộng lắm. Ví dụ như là họ gặp một người cũ của họ này, hoặc là họ gặp một cái người nào đấy cũng là người cũ của họ, hoặc là họ gặp một showmate của họ. Đó, và họ đang sống theo cái kiểu giống như là họ đang vui vẻ với cuộc sống riêng của họ ấy. Và hầu như họ không còn để ý đến bạn nữa. Năng lượng của hai kiếm, bạn đau khổ, giống như là bạn phải trải nghiệm lại tất cả những cái năng lượng của cái việc mà ngày xưa, cái thời gian trước đây bạn đã từng bỏ rơi họ. Nó giống như một kiểu nhân quả, bạn trải nghiệm lại tất cả cái sự băn khoăn, đau khổ là mình nên như thế nào trong cái hoàn cảnh mà người ta cứ bỏ mặc mình, người ta không đoái hoài đến mình nữa. Và bạn mới nhận ra trong khoảnh khắc đó, bạn nhận ra bạn yêu họ vô cùng. Giống như mình có cảm nhận được trong một khoảnh khắc đó, bạn bừng tỉnh và bạn nhận ra đó là tình yêu. Và bạn nhận ra bạn cần họ biết bao nhiêu, bạn nhớ họ vô cùng. Nhưng bây giờ tất cả nó chỉ còn là cái ba cốc và năng lượng của sáu kiếm ấy, giống như bạn đứng ở ngã ba đường, bạn không biết cư xử như thế nào, nên đi đâu về đâu, giống như bạn bơ vơ giữa cái khoảng không bao la vậy. Thì đây là một cái năng lượng của cái việc mà mình nghĩ nó là một cái năng lượng của nhân quả. Khi chúng ta yêu mà chúng ta không thành thật ấy, không hết lòng, không chân thành, không xây dựng, thì khi ta mất đi rồi ta mới hiểu được cái người đó họ giá trị với bản thân mình vô cùng. Nhưng tất cả thì mọi thứ đã muộn rồi, và đó cũng là một bài học thôi. Tất cả chúng ta đều phải học cái bài học này cho cái sự trưởng thành của chính mình. Thì đây có thể là bạn, có thể là đối phương của bạn nhé. Rồi, đến đây thì mình nghĩ rằng khi nó đã là bài học của bạn rồi thì tự bạn sẽ phải học cái bài học này thôi.
Còn thông điệp đến đây đã đủ rồi, cho nên là mình dừng lại ở đây. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng để nghe kỹ cụ thể về cái câu chuyện riêng của mình thì bạn có thể chọn trả bài riêng, thông tin mình là phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn thời gian qua luôn đồng hành chia sẻ với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, một comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụng bài số 3. Chúng ta đang ở chủ đề là hành trình tiếp theo của bạn diễn ra như thế nào. Bây giờ mình sẽ lên trả bài đầu tiên nhé. Trong lúc rút bài thì mình xin phép được dừng màn hình lại. Hành trình của bạn diễn ra như thế nào? Mình thấy ở đây có cái năng lượng của một cái sự cố gắng nỗ lực vượt qua một cái tình huống, một cái năng lượng nào đó, và có sự tái sinh ở đây các bạn nhé. Ở đây mình thấy một câu chuyện như thế, có một sự tái sinh. Mình thấy một câu chuyện như thế này này. Có một người cố gắng nỗ lực để vượt qua cái năng lượng của 4 xu này, cái năng lượng của chất mà năng lượng của vượt qua. 4 xu này là cái năng lượng của cái sự đóng băng ấy, sự im lặng, sự đóng băng, sự bế tắc. Mình nghĩ là một cái thông điệp chung cả về tình yêu lẫn công việc. Và khi các bạn vượt qua được rồi thì có một cái năng lượng của Wheel of Fortune, một hành trình mới bắt đầu. Và cái hành trình đó bắt đầu bằng năng lượng của Empress, giống như bạn biết trở về yêu thương bản thân mình. Trong bạn mình cũng cảm giác như là khi mà chúng ta vượt qua được, các bạn cứ tưởng là khi mà ta vượt qua được thì ta mới có được cái năng lượng Empress này, nhưng thực ra chúng ta đã có được cái năng lượng Empress thì ta mới đủ cái dũng lực để ta vượt qua. Và lúc đó là hành trình bắt đầu, và ta dùng cái năng lượng này ta chữa lành những cái vết thương trong ta. Có nghĩa là cái người nào là cái người mà vượt qua cái năng lượng này thì bạn dùng chính cái năng lượng tự thân của mình, bạn chữa lành cho bản thân mình, bạn chữa lành cho người khác. Bạn giống như bạn, cái người bạn giống như là một cái trải nghiệm ấy, để bạn có được cái năng lượng bạn chữa lành, bạn thấu cảm, bạn yêu thương, và bạn hướng dẫn người khác vừa chữa lành và phát triển tâm linh. Mình thấy ở đây có những người giống như một cái bậc thầy các bạn nhé, King of Swords, một cái bậc thầy mà mang lại cái giống như là các bạn dùng cái lời nói của mình, cái sự dẫn dắt của mình, và cái chất liệu của nó là sự bình yên này, những cái trải nghiệm về tình yêu này, để các bạn dẫn dắt cái những cái người mà có cùng hành trình với các bạn. Mình thấy ở đây là cái thông điệp dành cho những người đang hướng dẫn tâm linh các bạn nhé. Và nó giống như là cuộc đời của các bạn vậy. Bạn dùng chính cuộc đời của mình, chính trải nghiệm của mình để mà dẫn dắt những cái người trong cái hành trình của mình, lan tỏa tình yêu và mang ánh sáng đến sưởi ấm cho họ, cũng giống như là dẫn họ đi trên cái hành trình của mình nhé. Thì đó là cái đầu tiên. Thì mình hãy xem là đến cái tụ bài này thì mình sẽ không đặt câu hỏi nữa, thì mình hãy xem là cái điều tiếp theo, cái điều mà vũ trụ ấy, đội ngũ tâm linh cho các bạn biết những cái gì nó diễn ra trong cuộc sống của các bạn ấy, nó là như thế. Vậy thì mình hãy xem là vậy thì tiếp theo thì các bạn thì mình cũng chỉ biết đặt câu hỏi là cuối cùng thì những cái gì nó diễn ra tiếp theo đây nhá. Chúng ta hiểu là sau khi mà chúng ta biết được cái hành trình của chúng ta như thế ấy, thì cái điều tiếp theo sẽ là như thế nào? Mình thấy có năng lượng của Hermit, Page of Pentacles, Hangman. Mình nghĩ những người chọn tụng bài số 1, dù các bạn là nam hay là nữ, thì các bạn cũng cùng chung cái trả bài này. Cái trả bài này dành cho những người các bạn đang thực hành tâm linh, các bạn đi trên con đường tâm linh, các bạn trở thành người hướng dẫn tâm linh. Và tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của các bạn, dù là tình yêu hay là công việc, sự nghiệp hay bất kỳ một tình huống nào, nó đều phục vụ cho cái hành trình chỉ gọi là thực hành và hướng dẫn tâm linh của bạn. Mình thấy trên cái con đường này này, trên con đường mà bạn đi luôn có một người theo dõi bạn, năng lượng của Hermit. Cái người này là cái người mà lúc nào họ cũng lặng lẽ họ dõi theo bạn. Mà mình nghĩ là cái người này bạn đã buông họ rồi. Năng lượng của Page of Pentacles giống như là mình có cảm giác như là có thể bạn nhận thấy cái năng lượng của họ hoặc là không, nhưng mình có cảm giác như bạn có nhận thấy thì bạn cũng buông đi rồi, giống như là một cái mối quan hệ đã buông rồi. Nhưng mà năng lượng của bốn gậy, cái người đó họ vẫn luôn nhìn về phía bạn. Nhưng giữa hai người có cái năng lượng của tám kiếm, năng lượng của The Tower. Mình thấy giống như khi mà bạn đã đi rồi, các bạn đã tưởng tượng năng lượng của Page of Pentacles, bạn đã đi, bạn đã buông rồi, thì cái người đó họ nhận ra bạn chính là bốn gậy của họ. Và họ giống như là họ một mặt là họ nhận ra rằng bạn chính là tình yêu của họ, là tất cả những cái gì nó thuộc về cái đích thực, cái tình yêu đích thực, sự đủ đầy, sự trọn vẹn, là hạnh phúc của cái kiếp sống này. Nhưng họ phải đối mặt với năng lượng của tám kiếm, nghĩa là cái người này ngay từ cái lúc mà yêu bạn, họ luôn có cái năng lượng của việc che giấu cảm xúc ấy. Họ luôn luôn theo kiểu có một cái gì đó khiến cho họ
họ cứ giữ chặt cái tình yêu ở bên trong. Và bây giờ là cái lúc mà họ cần phải bung tỏa, họ cần phải vượt qua được. Và nếu tình yêu của họ đủ lớn thì họ phải dám mang cái gốc tình yêu này, họ vượt qua cái một cái khó khăn nào đó, một cái bế tắc nào đó, đến một cái chướng ngại nào đó thì họ đến với bạn. Đó có nghĩa là cái thử thách đưa ra ở đây là như thế. Thì mình hãy xem là cuối cùng thì họ như thế nào nhé. Mình có cảm giác như là những người nhận tụ bài số 3, khi mà các bạn vượt qua được cái đoạn đường này ấy, các bạn trở về với bản thân, hầu như các bạn không màng đến cái người này nữa. Họ muốn làm sao kệ họ thôi. Bạn cũng không quan tâm nữa. Nhưng mà chính lúc mà bạn không quan tâm thì họ lại luôn nhìn về phía bạn. Thì mình xem là cái thử thách mà vũ trụ đưa ra cho người này, và các bạn phải nhớ rằng thành thử thách đưa ra cho họ có vượt qua được hay không là chuyện của họ nhé. Thì mình xem cuối cùng họ có vượt qua được hay không. Mình xem họ có vượt qua được hay không. Ace of Cups, Queen of Swords. Mình có cảm giác là hầu như những người nữ ấy, sau khi mà các bạn buông bỏ cái mối quan hệ tình yêu rồi thì hầu như các bạn không còn quan tâm đến người kia nữa. Các bạn tập trung vào hành trình của bạn. Thế mà các bạn đây có nghĩa là bạn dành cái tình yêu đó cho bản thân mình. Và Queen of Swords, mình thấy có năng lượng của cái việc mà các bạn có tưởng tượng giống những người đi tu ấy. Một là các bạn thực hành tâm linh tại nhà. Ở đây có một cái năng lượng mà mình nói ra, mình cũng rất mong là các bạn hiểu thôi, không bàn tán thêm. Mình không hiểu vì sao mình thấy trong những trải bài riêng của mình ấy luôn có cái năng lượng của những người tu tại gia. Có nghĩa là họ tu tại gia, không phải đến chùa. Bởi vì thực ra nói thì nó nhạy cảm ấy, nhưng mà ở chùa chiền bây giờ gọi là Phật ấy, không ở đó được nữa, bởi vì năng lượng nó quá nhiễu loạn. Cho nên là mình chỉ là có thể nói như thế thôi. Bởi vì nó là năng lượng của nó nhạy cảm. Thì tất cả những người mà những người tu đích thực bây giờ họ chọn tu tại gia, chứ họ không đến chùa giống như trước đây nữa. Thì ở đây có những người mà các bạn chọn tu tại gia, thậm chí các bạn buông bỏ tất cả mọi thứ, các bạn tập trung vào hành trình tu tập của mình, giống các bạn buông bỏ hết ấy. Hầu như các bạn còn không nghĩ đến tình yêu nữa. Có những người như thế, còn có những người thì thực hành tâm linh, hướng tới cái việc là các bạn hàng ngày các bạn thực hành, các bạn cứ tưởng tượng ấy, các bạn giống các bạn có một cái năng lượng là các bạn thiền này, các bạn kết nối với tâm linh này, các bạn thực hành hướng dẫn tâm linh này, các bạn sống một đời sống tâm linh này. Thì trong cái khoảng thời gian đó, cái người kia họ luôn nhìn về phía bạn, họ luôn nhìn về phía bạn và họ ao ước ấy. Mình đọc được cái năng lượng là họ ao ước được gặp lại bạn, giống như cái thời mà bạn là một cô bé rất là dễ thương, rất đáng yêu. Mình thấy ở đây có những cô gái mà trước đây ấy, các bạn dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu lắm. Cho nên là họ tha thiết ấy, họ vẫn cứ giữ cái năng lượng của lạnh lùng đấy. Nhưng mình đọc được cái năng lượng là họ tha thiết, họ được nhìn thấy bạn, họ được gặp lại bạn. Bởi vì có thể có những người mà giống như các bạn bước vào con đường tu tập ấy, và các bạn muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, các bạn không muốn gặp lại họ nữa. Còn có những người dù các bạn không bước vào đường tu tập, bạn thực hành tâm linh hoặc là bạn tập trung vào cái chuyên môn và cái việc nghiên cứu gì đó, thì bạn cũng chặn họ lại. Chặn ở đây thì có thể có hai hình thức. Một là các bạn chặn Facebook, chặn tất cả mọi thứ ấy về mạng xã hội. Hai là các bạn đóng cửa trái tim với họ, hầu như các bạn không muốn liên lạc, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy họ nữa. Thì bắt đầu họ có một cái năng lượng của sự tha thiết, ngóng tìm thấy bạn. Các bạn có tưởng tượng giống như là cái cảnh của những người mà ngày xưa, những cái bộ phim ngày xưa mà khi mà người yêu ở trong nhà và cái người đó họ cứ đứng ở bên ngoài họ chờ ấy. Họ chờ để chỉ cần thấy người nhà mở cửa để được nhìn thấy người yêu. Mình thấy có cái năng lượng đau đáu như thế. Và họ nhận ra họ yêu bạn vô cùng. Và họ ao ước được nhìn thấy bạn, giống như là có thể cái khoảng thời gian mà hai người yêu nhau ấy, bạn vừa nhí nhảnh, bạn vừa hồn nhiên, bạn vừa đáng yêu, bạn vừa cần mẫn, bạn xây dựng cái tám xu, năng lượng của tám xu. Giống như là nếu mà những người vợ ấy, thì những người vợ chăm chút lo cho chồng từng tí một, còn là người yêu thì cũng chăm chút lo cho người yêu từng tí một, từng chút xây dựng cái mối quan hệ này. Các bạn có tưởng tượng hình ảnh của một người đàn bà đan áo cho chồng ấy, các bạn hiểu như thế. Và lúc đó họ mới nhận ra rằng họ yêu bạn biết chừng nào. Họ đã bỏ rơi bạn rồi, họ đã đánh mất bạn rồi, họ đã đánh mất cái mối quan hệ đẹp nhất rồi. Họ mới nhận ra là bạn chính là một phần của họ rồi, một nửa của họ rồi. Và mình có cảm giác như là họ tha thiết, họ mang cái cốc tình yêu này đến bên bạn để họ nói với bạn rằng họ yêu bạn vô cùng, chúng ta có thể làm lại được không. Nhưng mà mình thấy có thể nó chỉ là một phía thôi. Mình sẽ rút thêm một lá bài nữa. Còn mình phía họ, mình có cảm giác cái phía bên bạn lặng thinh, phía bên cái người nữ ấy lặng thinh. Hầu như là cái người nữ đấy họ muốn đóng cửa, giống như tình yêu trong họ đã chết rồi ấy. Họ không muốn tiếp tục một lần nào nữa. Thì mình sẽ xem tiếp một cái đặt bài xem vị thầy hướng dẫn tâm linh, đội ngũ tâm linh nói gì với bạn nhé. Các bạn nhớ là ở cái tụ bài này có hai năng lượng nam và nữ, và mình đang đọc đối tượng bạn là nữ, còn cái đối phương nam kia là cái người kia. Nhưng mà các bạn có thể tự đổi chiều nhé. Đấy, mình thấy cái điều mà đội ngũ tâm linh muốn nói với bạn rằng năm gậy, tất cả những cái gì mà nó diễn ra, năm gậy này giống như là
những cái gì nó diễn ra trong cái mối quan hệ này này nó đều có một mục đích là chúng ta để thức tỉnh tâm linh, có nghĩa là giống người nữ đã thức tỉnh rồi thì đến lượt người nam phải có cái sự tương tác như thế và có sự rời đi như thế để người nam họ thức tỉnh tâm linh và các bạn đạt đến sự cân bằng. Bởi vì cái mối quan hệ ở đây, cái mối quan hệ này nó không cân bằng, luôn luôn có một cái kiểu là một người trao đi còn một người, một là chỉ biết nhận và hai là còn không muốn nhận nữa cơ, lạnh lùng không muốn nhận, và vì thế nó cứ làm cho cái mối quan hệ mà nó cứ đóng băng ấy, nó không thể nào phát triển lên được. Thì bây giờ vũ trụ mới tạo ra một cái cảnh như thế để cuối cùng người nữ rời đi, đến cái đường cùng với người nữ rời đi và cô ấy trở về với thế giới riêng của cô ấy và hầu như cô cũng không còn để ý nữa, thì người kia mới có thời gian để nhìn lại bản thân mình và anh ta mới nhận ra rằng anh ta chính là một emperor năng lượng, là anh ta muốn làm một người đàn ông đích thực của cái cô gái đó, anh ta muốn trở về, anh ta nghĩ cách làm thế nào để trở về, làm thế nào để mà được đón nhận lại, để được cô ấy đón nhận lại. Thì mình thấy rằng nếu cái thời gian trước đây cái người nữ này phải tìm cách để xây dựng tình yêu, tìm níu giữ tình yêu, thì đến bây giờ cô ấy trở về và cô ấy đi rồi thì người nam lại phải học cái cách làm sao để xây dựng tình yêu, và cái việc họ có học được hay không thì là do họ các bạn nhé. Vũ trụ chỉ cho nói như thế thôi, đội ngũ tâm linh chỉ nói với bạn như thế thôi, còn cái việc họ có học được hay không, họ có dám tiến tới hay không, họ có vượt qua được hay không là chuyện của họ. Và nếu như mà họ vượt qua được thì mình cũng không biết cái người nữ này có tha thứ. Đôi khi mình có cảm giác cái người nữ này ấy, họ cạn tình yêu rồi, hầu như họ không còn cảm xúc nữa, giống như tất cả những cái gì nó trải qua nó khiến cho họ kiệt quệ. Các bạn có tưởng tượng giống như một cái dòng suối ấy, một cái ao ấy, nó cạn nước và nó không thể nào vực lại được nữa. Thì mình không biết nó chỉ là thử thách hay là nó chỉ là bài học nhân quả cho người nam thôi, để người nam phải học cách là trân trọng tình yêu rồi sau đó anh ta sẽ gặp một người khác và anh ta học cách xây dựng tình yêu với một người khác. Ở đây vũ trụ không nói đến cái việc là hai người có thể gặp lại hay không, bởi vì mình đã rút được 4 lá bài rồi, cho nên ở đây nếu bạn là nữ thì cứ tập trung vào hành trình của mình thôi, và nếu hai người có duyên thì còn có thể gặp lại, còn không thì người nữ sẽ đi tiếp và cuối cùng có thể nàng sẽ gặp được một người xứng đáng ấy. Còn người nam thì một là nếu như mà đủ duyên thì nàng, cái tình yêu của bạn, cái sự cố gắng của bạn sẽ làm mềm lòng cái người kia và hai người quay trở lại, còn không thì bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ khác với một cái bài học mà bạn học được ở người này nhé. Nhưng chắc chắn một điều, không bao giờ bạn gặp lại một người bạn có thể rung động như thế, cũng không bao giờ bạn gặp lại được một người có thể tốt và với bạn như thế, yêu bạn như thế, xây dựng tình yêu với bạn như thế, hy sinh tất cả với bạn như thế nhé, hy sinh tất cả vì bạn như thế. Bởi vì tất cả những tốt đẹp trong cuộc đời chúng ta chỉ có thể được gặp duy nhất một lần mà thôi, và nếu ta không biết giữ thì nó không bao giờ gặp lại nữa. Thì đó là thông điệp cho những người chọn tụ bài số 3 nói chung cả về tình yêu. Ở đây mình thấy có hai năng lượng cả nam và nữ, thì đó là cái mình không biết ai nam nữ ở đây ấy, thì cái đối tượng nào không biết trân trọng tình yêu thì đó là cái bài học mình vừa nói. Còn có thể họ là nam, có thể là nữ, tự các bạn đổi chiều nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn thời gian qua luôn đồng hành chia sẻ cùng với mình. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, thông tin mình đặt ở phần mô tả nhé. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, một comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.